Hôm nay Nhân Đức qua đây sinh hoạt đạo tràng bên Bảo Tháp. Thời gian đi qua bên chùa mới bên kia rất là nhiều. Tại vì đang phát triển ở bên bên chùa mới bên. Bây giờ bên chùa mới bên cũng gần 300 người bên đó, đông lắm. Nên sắp xếp đồ này kia được, rất là nhiều việc. Nên những đứa thường đi qua bên đó, thời gian cũng ít qua đây. Nhưng số lượng ở đây thì trăm hơn trăm, thì mình cứ duy trì vậy, mình niệm Phật. Mình có phương pháp sẵn hết rồi. Nên mình cứ siêng năng niệm Phật là được các cục. Khi mình còn khỏe vậy nè, mình tiện tu. Mỗi một cụ hay mỗi một người chúng ta qua cái vòng hộ niệm sau lưng này nè, chúc mấy chú quay là cái đoạn cái cô đang hộ niệm bên á, cái bụng nó chướng to lên, cái bụng bự gì đâu. Đại chúng biết rằng chúng ta lâu lâu ăn không tiêu, bụng cứng một chút thôi là khó chịu. Còn cái này cái bụng nó chướng to lên, khổ cỡ nào. Nên nãy Nhân Đức nói trong kinh Phật dạy, muốn sống không được, muốn chết không yên. Sống không được, chết không yên thiệt. Bụng nó chướng to, to to cái bụng lên mà nó cứng ngắc ra nghe. Đụng cái ngón tay vào cái bụng nó cứng ngắc, giống như nó chướng sình lên, ghê thiệt chứ. Nên từ nơi đó mà mình nhìn từ cái cảnh đó đó, mình bây giờ mình còn khỏe, mình cố gắng mình tu. Chứ đợi đến lúc mà mình bệnh đau, mình yếu, khó tu dữ lắm. Rất là khó tu. Nên nhiều cụ ở đây mình lớn tuổi mà mình vẫn còn khỏe. Đây là mình mừng lắm rồi đó. Rất là mừng. Trong cái khoảng thời gian cuộc đời mình còn lại thì mình niệm Phật tới cùng luôn. Có người lo lắng sẵn hết trơn cho mình nè. Mình tiện tu, quá tiện tu. Cái sự hỗ trợ nó quá lớn. Đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu. Trong phòng cũng có câu Phật hiệu. Đây là sự hỗ trợ rất là lớn. Rồi mỗi ngày cũng nghe những đức chia sẻ Phật Pháp. Một câu ai Phật niệm đến cùng. Hoặc là những bài chia sẻ ngày Chủ Nhật rất là vui. Bây giờ mình nắm được phương pháp hết rồi. Các cụ cứ vậy mà niệm Phật. Bây giờ ngôi chùa mới nó phát triển để nhiều người già, người ta được về, người ta ở, người ta tu. Nên là những đức chạy vòng vòng. Bây giờ mình còn trẻ mình chạy nổi. Chứ mai mốt mà lớn tuổi một chút nữa chạy hết nổi, mà lết được thì lết. Còn lết không nổi thì nằm luôn. Tại vì sao? Vì cuộc đời mình còn trẻ, mình phải cố gắng, nỗ lực để mà mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là cái điều quan trọng dữ lắm. Nên những đức thường nói cho những người trẻ tuổi mình cố gắng. Ở bên kia các cụ, có đứa bé nó 10 tuổi thôi mà nó bị thận. Mà những đức hỏi nó, con có sợ chết không? Nó nói không. Tại vì con 3 tuổi là con đã bị thận rồi. Mà giờ 10 tuổi nó thận, nó sưng người lên hết đó cụ ơi. Phải là tốt nghiệp không? Tốt nghiệp. Thấy không? Mình nhờ bé nó nghe mình giảng, nó phát nguyện niệm Phật giảng sanh. Hồi nãy nhà Đức đến, nhà Đức hỏi con bây giờ mà Phật A Di Đà đến rước con đi theo Phật liền không? Nó dạ con đi theo liền thầy. Mang cái thân này không có sung sướng gì hết chứ. Nên con đi theo liền. Thấy không? Bây giờ có 10 tuổi thôi mà đã là bệnh đau à,
mà niệm Phật muốn vãng sanh. Còn nhiều cụ ở đây sáu mấy bảy mươi mấy tuổi thì mình còn ngần ngại gì mà mình mà không quyết chí để vãng sanh nữa. Bây giờ còn sống ngày niệm Phật ngày, Phật đến rước đi về liền, bệnh đau mặc kệ luôn, cái niệm Phật tới bờ tới bến luôn. Mày bệnh gì đó mày bệnh đi. Nó có những cái căn bệnh mà thọ mạng đến không có thuốc gì trị được đâu các cụ ơi. Bây giờ chúc quý vị một số người mình ra phòng hộ niệm mình coi kìa, cái cô kia cái bụng phình to lên vậy nè, nó cứng ngắc luôn trời, không biết cái gì ở trong đó mình cứng ngắc, nó nổ cái bùm lên cái cái hộ nó cứng gì đâu, thấy ghê không đó. Phật nói muốn sống không được, muốn chết không yên, làm cho mình vất vả te tô tả tơ cái chứ không có đơn giản đâu nghe. Nên từ nơi đó mà cái người mà tu của ông tịnh độ này khi gặp bệnh đau phải rèn mình trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là người tu tịnh độ này mà bệnh chút cái là chúng ta đi tìm bác sĩ đâu, không phải đâu, phải bệnh chút mà tìm thuốc đâu. Khi mà cái thọ mạng đến thì sao mình tìm bác sĩ tìm thuốc được hả các cụ? Đâu tìm được đâu. Cái bệnh thọ mạng đến là chịu thua. Nên tất cả các bà cụ, ông cụ nghe, rồi tất cả người khắp nơi nơi mà coi được công đoạn này nhớ nghe, nếu như chúng ta không rèn mình ở trong cái việc sinh tử thì khi mà thọ mạng đến là chúng ta chớ giới liền, chớ tay không kịp. Có nhiều người chúng ta khỏe cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình chưa đâu, chưa có đi đâu, nhưng mà nó đi bất tử á. Thí dụ như có những cô trong đây đi sôi sỏi, khỏe như cái cô mang mắt kiến vậy đó, đi sôi sỏi vậy đó, nhưng mà có khi mà nó chết là nó chết, bất tử là nó chết, chứ không có giỡn đâu nghe. Chứ đừng có nói cái chuyện mà mình mà tồn tại đó chút. Nên mỗi cái cô trẻ đâu qua vòng hộ niệm á, coi cái bà đó, cái bụng của bà kìa, trời ơi, nó bự, nó cứng lên nhìn to vậy nè, nãy như đứt gờ vô mà sợ nó nổ. Giật miệng tùm lum tùm lá. Nó quý vị thấy chưa, nó nên đa dạng cái chết hết, nghĩa là trong cái cuộc đời này nó đa dạng cái chết hết, cái thứ chết gì nó cũng có. Bữa trước cái bà cô kia bà vô chùa mà nói, thầy ơi đúng là thầy nói vô thường thiệt, chồng con khỏe re không nhậu nhẹt gì hết, mà có cái ông không biết tu, siêng năng làm việc này kia đồ, ông đi vậy, tự nhiên ông dấp cái cây, cái đầu nó đụng vô cái lu, bể cái lu. Bởi cái lu rồi dính cái đầu vô chồng, rồi không chết queo luôn. Sao mà nó kỳ cục đi ghê. Cái này cái gì mà nó bể cái đầu không chết nó làm chi, mà nó bể cái lu rồi bể cái đầu, mà miệng nó ghim vô sọ ông chết tại chỗ. Nó trời ơi chồng con hiền hậu gì mà sao ông chết kỳ cục vậy thầy. Nó trời ơi đời này ông hiền thôi, nhưng mà có những đời kiếp gì ông tạo nghiệp ai mà biết được, chết bất đắc kỳ tử, kỳ cục, thấy chưa. Nên có những người mình giàu sang phú quý, mình không chịu rèn cái tâm giải thoát á, khi bất tử cái chết đến với mình chớ vớ, mình không biết đi về đâu, thấy không, ghê chưa, nguy hiểm dữ lắm. Nên các cụ ở đây mà được người ta lo cơm ăn áo bặn lo hết trơn, hòm gương thì chuẩn bị sẵn hết cho các cụ, nếu cần thiết những đứa đem qua mỗi bà, những đứa để phòng một cái, không mỗi giường cái qua nó lột. Không, những đứa nói nghe các cụ mình mà dễ vãng sanh nhất á các cụ, mai mốt mình thiết kế cái hòm là cái giường ngủ các cụ, mỗi ngày các cụ leo chui vô đó ngủ, không nó ngủ giết nó quen các cụ, ngủ giết nó quen, giết mình không đâu có sợ chết, nằm trong hòm mà cái người mà nằm trong hòm ngủ nó sống dai ác đạt, tại vì nó hết sợ chết gì hết trơn, nó dai. Nên từ nơi đó mà mai mốt coi chừng những đứa thiết kế hòm là cái giường cái cục, mỗi bà vô cứ cho cái hòm là cái giường ngủ á, sớm muộn cũng đi, nó thì không sớm muộn cũng đi thôi mà, đúng không. Mấy chú trẻ trẻ này cũng cho thằng đứa con cái luôn,
nằm từ đây cho tới già là cứ như cái tâm giải thoát nó kịch liệt, nó nổi lên, nó nổi cái tâm giải thoát lên để nhắc mình sớm muộn cũng chui nó nằm, sớm muộn cũng xuống nó nằm, thấy không? Rồi cái người mà hung dữ mà nằm trên cái hòm giết nó cũng hiền, tại vì nghĩ rằng sớm muộn mình cũng chết, nằm đó mà người ta lặt đầu lặt mà hung dữ gì nữa giờ. Nên chỉ cần mà có một bà cụ nào mà hung dữ là biết là cuộc đời mình tiêu. Hung dữ hổn á, hoặc là đụng ai gì cái là la quát 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 như gà mắt đẻ, là đây là cái hành động khó giảng sanh, thấy không? Và thêm cái nữa là tâm tham chấp, từ ăn uống đồ đạc tham chấp nặng nề, đôi dép của mình gách rồi cũng giữ lại, cái bọc cũng xếp nhét vô vỏ đó, đó tham cái bọc, thấy không? Nó rồi ăn, ngồi trên bàn ăn xong rồi vậy mà lấy cái chuối bỏ vô túi về phòng, chưa chưa chiều chiều cái ra gốc cây ngồi ăn, hoặc là cái bánh bỏ vô túi, tối tối cái ra lan can ngồi, hay ra cái giường bông giấy ngồi mình ngoài đó tù ti tú tí với cái bánh này là nguy hiểm lắm nghe các cụ, hiểu không? Cái này là rất nguy hiểm, cái lòng tham vi tế nguy hiểm lắm ha. Nên từ nơi đó mà mình đã là quyết chí tu giải thoát, mình ăn cái gì mình ăn trên bàn nè, cứ ngồi đó ăn đi, chưa no nói mấy cô ơi tôi chưa có no, đem ra tôi miếng nữa đi, thì tiếp tục đem ra cho ăn, còn hết thì thôi, còn cứ đem ra tới bờ tới bến luôn, cứ ngồi trên bàn ăn chứ đừng có lấy cái gì bỏ trong túi nghe, không có nên. Tại vì ở trên bàn ăn là không có ăn cắp, nhưng mà gình gình bỏ vô túi đem về phòng là mang tội ăn cắp. Mà khi mang tội ăn cắp của Tam Bảo là nguy hiểm dữ lắm. Đó, cái tâm này mất thần giảng sanh. Giống như có cái ông đó, ông đi ngang một cái giường sen, một cái giường sen, ông là người tu, ông đi ngang một cái giường sen vậy đó, mà ông thấy hoa sen nở đẹp quá, vậy mà ông nâng cái hoa sen lên, ông đưa cái lỗ mũi vô ông hít một cái. Vậy mà tối ông nằm ngủ, thằng mà coi giường sen á đến báo mộng, ông nói rằng tại sao ông ăn cắp sen của tôi. Ghê không? Kinh khủng chưa? Hỏi ủa tôi đâu có ăn cắp sen đâu, nói ông ngửi hoa sen là ăn cắp đó. Kinh khủng chưa? Đó, nên chùa này mà các cụ muốn ngửi qua giấy thì cho phép đó. Không có người mình thấy cái gì thơm thơm á. Thí dụ như giờ các cụ thấy cái bánh ngon quá, mấy cô nấu ăn đồ bánh đồ đem lại ngon quá, mấy cô cầm cái bánh đó mấy cô làm nè, ăn cắp hương vị. Kinh khủng chưa? Nói chuyện giỡn chơi hết trợ. Ăn cắp hương vị. Thí dụ như bây giờ cái hương thơm nó bay ngào ngạt ngang mũi mình, là cái đó là tự nhiên nó bay ngang thì mình phải hít. Nhưng mà mình cố tình mình cầm cái bánh lên mình hít, hít xong mình còn thỏa mãn với cái mùi thơm là mình ăn cắp rồi. Hít xong mà mình thỏa mãn với mùi thơm là mình ăn cắp, đúng không? Đó, phải chi mà cái mùi hương nó bay ngang nó thơm mình hít thì không có ăn cắp. Nhưng mà mình cố tình cầm cái bánh lên, mình nhìn cái bánh đẹp quá, ngon quá, mình cầm bánh, nói bánh này chắc ngon lắm ha. Không, cái tâm đó là cái tâm ăn cắp hương vị. Ghê chưa? Mấy đứa nhỏ nghe nghe con, không có giỡn đâu. Rồi có một chú Sa Di ở trong chùa, vậy mà khi gọt trái cây thèm quá lấy cái trái cây ăn mà chưa hỏi thường trụ, vậy mà cuối cùng bị đọa địa ngục ăn một cái trái cây. Nó trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ dạy cái tội mà ăn cắp của Tam Bảo nó còn nặng hơn là cái tội tạo ngũ nghịch trọng tội. Kinh khủng chưa? Của chưa cho mà tự ý lấy là ăn cắp. Đó đấy chưa? Chứ đừng có nói mà đi đâu gặp hoa người ta đẹp cũng năng hoa lên nghe. Có chừng thằng hoa tìm mình đó, chứ không có giỡn đâu. Hỏi thăm mình đó. Nó nên đi đâu mà gặp hoa cũng không dám tùy tiện lỡ hít hoa đâu. Đừng như ông bướm mà gặp hoa thì hít. Thấy chưa? Nên nghe rất rõ ràng đó. Nên từ nơi đó cái tâm vi tế của lòng tham nó kinh thiệt. Nó chứ đừng có nói chi mà ngồi trên bàn ăn mà lấy trái chuối bỏ trong túi, lấy cái bánh bỏ trong túi. Đó đó là cái xác thực của lòng tham ăn cắp. Mình nghe rất rõ ràng đúng không?
Nên vô chùa mình đã được dạy, được hướng dẫn hết trơn rồi đó. Khắp nơi nơi người ta nghe gì, cái tâm ăn trộm ăn cắp là nguy hiểm. Cái tâm ăn trộm ăn cắp là một cái tâm nghèo nàn cực kỳ nguy hiểm. Nó tâm tham là nghèo nàn. Nên chúng ta muốn đoạn cái nghèo là phải bỏ cái tâm tham. Đó nên chúng trong chùa mình á, ở đây á, như bữa nay nấu lẩu là có đem lẩu ở đây ăn không các cụ? Cụ này ăn lẩu thấy ngon không? Từ đây tới Tết những đứa nấu cái gì cho các cụ ăn cho ngon ngon một chút. Từ đây tới Tết nấu lai rai hoài vậy đó. Không, những đứa cũng muốn nấu cái gì cho các cụ ăn, đồ lai rai thay đổi làm chi biết không? Các cụ đừng có thèm gì nữa chứ á. Để sau này các cụ đi cho nó nhẹ nhàng. Để không thôi mà nó thèm cái gì đó rồi sau này nó đi cái cứ nghĩ cái đó hoài á. Khó giảng sanh, không phải giỡn đâu chợ. Bây giờ các cụ hỏi Nhân Đức bây giờ thầy còn thèm gì nữa không? Nó Nhân Đức nó giờ còn thèm gì cực lạc thôi. Còn mỗi ngày ăn bình thường sống vậy thôi chứ thèm gì nữa giờ. Không, Nhân Đức có nhiều cái không có dùng các cụ. Ví dụ như cà phê nè, không có dùng. Nước đá đâu có uống đâu. Bánh ngọt ít bao giờ ăn lắm, ăn chơi một miếng thôi. Chứ ngoài ra không có ăn. Nhiều thứ không có ăn lắm, ăn vặt, ăn vụng là không có ăn. Từ nơi đó mà bây giờ chỉ ăn cơm không à. Gọi là những đức nó rõ ra là gọi là ăn để mà sống để mà tu. Chứ không phải là tu để mà sống để mà ăn, không phải đâu. Nên tất cả chúng ta nên đổi cái tâm lại đi. Bây giờ mình ăn để sống, để tu, để cầu giảng sanh. Chứ không có quan trọng cái chuyện ăn uống. Vậy thì cái chuyện giảng sanh mình rất là dễ. Nó đừng có ăn vặt, ăn vụng nghe. Đó, trên bàn ăn nhớ đừng bao giờ đem về phòng. Cái đó là cái điều mà chúng ta được nhắc nhở rất rõ ràng. Nó bây giờ nhìn tất cả các cụ ở đây, những đức thấy nè, ở đây nó một cái hoàn cảnh nó gọn thôi. Nên nhìn mấy bà cụ mình ở đây, những đức thấy cái sắc diện mấy cụ rất là đẹp, rất là tốt. Có nhiều bà cụ mà nhìn bảy mấy tuổi mà tưởng đâu là 57 không? 57 mà bảy mấy mà tưởng 57. Nó như mấy bà cụ ngồi đây nè, như mẹ cô ấy hôm nay nhìn bà cụ hôm nay mặt cười tươi rói, mà cái cô gì? Cô ra đây hôm nay cô mập cô đẹp rõ ràng thấy chưa? Đó, nè mập mập lên nè, mặt mày nay thấy hồng hào. Có đánh phấn mà sao mặt sáng gì? Rõ ràng luôn thấy chưa? Đó, nên á, cái tâm niệm Phật, cái tâm vui nó quan trọng lắm nghe các cụ. Các cụ ở đây, các cụ còn buồn ai để trong tâm các cụ? Còn không? Ừ. Thấy không? Không có buồn ai để trong tâm nghe không? Buồn người ta để trong tâm là đang trở ngại con đường giảng sanh của mình. Nhớ chưa? Nhớ ai với đạo Phật không có buồn ai để trong tâm. Muốn dặn thì chữ đại cái thì quên đi. Chứ đừng có dặn để trong tâm chi mất công. Bực bội quá chữ một cái rồi xong bỏ, không cần nói nữa. Hiểu không? Chứ đừng có mà không chửi mà cứ trong tâm chửi. Tối ngủ không yên. Vậy là khó giảng sanh lắm. Cái tâm mà giận hờn người ta để trong tâm là khó giảng sanh lắm nghe các cụ. Mà cái người mà buồn giận người ta để trong tâm, ăn nó không có tiêu. Nó ăn nó không có tiêu hóa đó nghe. Sình bụng á. Nó, mấy đứa nhỏ nhỏ này đi, các con mà cái tâm ích kỷ nhỏ mọn mà buồn giận người trong tâm, để trong tâm á, là giết các con sơ sát liền, lớn không nổi. Nó cái tâm nó phải mở rộng ra thì phước nó mới dày. Phải nhớ cái tâm mở rộng là không có bao giờ buồn giận người khác để trong tâm. Năm bữa nay ấy, qua ngồi với các cụ nè, nói chuyện các cụ chơ, rồi xong quay phim lại cho nhà con cháu nó coi, các cụ nó thấy ú mẹ mẹ, ú mẹ tôi kìa. Không, rồi cái ba tôi, ú ba tôi kìa, trời này sao đẹp dữ vậy trời. Không, nên cái máy quay phim mà quay tới các cụ cái gương mặt gì nè. Hiểu không? Cười đi con cái nó thấy trời mẹ tôi cười vui ghê. Dễ thương ghê đúng không? Mấy chú cứ gà mấy bà cụ quay sát cái mặt. Nó trời mấy bà cụ chùa mình đúng là nhiều người ta coi ta nói sao mấy bà già trong chùa này sao đẹp quá. Nhưng Đức nói tại mấy bà cụ bà hiền. Bà hiền khô à. Để đâu ngồi đó, sắp ở đâu nằm đó. Thấy không? Không bao giờ dính mắc cái giường, cái gối, cái mền gì hết. Nó nghĩa là kêu bỏ, bỏ. Kêu qua giường này nằm, qua giường này nằm. Kêu đổi phòng, đổi phòng.
đi lên chánh điện tu, người ta kêu ngồi đây, ngồi đây, kêu đứng lên qua đây, đứng lên qua đây, kêu ra ngoài trước, ra ngoài trước, kêu ra ngoài sân, ra ngoài sân. Có nghĩa là rất là dễ thương, bởi vì mấy bà cụ bà mình bà đẹp. Tại vì mình kêu sao bà nghe vậy, bà chấp hành quy củ nên bà đẹp. Còn cái bà nào mà kêu bà lại đây, học ngồi đây quen hơn. Ngồi đây quen rồi, tôi không đi đâu hết trơn. Lỡ vịnh cái tay, không mà uống gác uống. Cự lại, hiểu không? Nó rồi mà cụ qua cái giường này, không, giường tôi, mền tôi, gối tôi. Ngày xưa ở trên Đà Lạt trên nó có cụ, có cái bà già đó đó, bả cái tâm đó đó có cụ. Cái tâm mà nói giường tôi, gối tôi, mền tôi có cụ. Cuối cùng bà chết xong mới có cụ. Bà vừa chết xong 3 ngày sau, Nhân Đức đưa một người vô ngay cái giường nó nằm. Tối cái bà đã ngủ, thấy cái bà già mà lúc đó là mấy bà già trên kia chưa cắt tóc, già nhưng mà không cắt tóc, tóc le que mấy gọng phất phơ. Bằng đêm bà này bà ngủ, bà thấy là có cái bà già sao mà tóc bạc phất phơ mà sao đứng gì đâu mà đứng gì đâu mà nó bay 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 bay. Cái hỏi sáng lại bà nói, thầy thầy hồi tối thì sao con nằm ngay cái giường con thấy có một bà già tóc bạc phơ mà bà đứng gì đâu mà nó bất phơ gì nè, không biết bà già nào. Bà kêu con, bà nói nè, đi ra giường của tôi. Thì tự nhiên con giật mình thức dậy, con hết hồn, nó chợ sao thầy sắp ở đây mà sao mà nói cái giường của bà chợ. Rồi xong cái nhắm mắt ngủ thêm cái nữa, 3 tiếng sau cái tự nhiên bà xuất hiện nữa, bà nói giường của bà đuổi bà này đi. Cuối cùng sáng bà đó lỡ mét Nhân Đức, xong Nhân Đức lỡ ngay cái giường, bà Nhân Đức nói bà chết rồi mà còn giật giật cái giường nữa. Nhân Đức sắp cái bà này vô nằm ở đây nghe, bà mà giành cái giường là không có được á nghe. Đi đi, 49 ngày đi đi, đừng có giành giật giường với người ta nghe. Rồi từ đó vì sao mới im re, bà này ngủ không thấy nữa. Cụ thấy không? Đó đó cái tâm mà dính giường, dính gói, dính mền, cuối cùng là vậy đó. Bây giờ cụ nào ở đây còn dính gói, dính mền, dính giường, đưa tay coi, thật lòng đi. Ừ, ai còn dính đưa tay lên. Dám đưa tay lên không? Đưa tay, đừng chặt tay. Hiểu chưa? Đó, cậu nghe rất rõ ràng nghe. Nó bây giờ cái buổi này là tất cả các đạo tràng bên mình đều được nghe hết trơn nè. Nó bà nào mà dính giường, dính gói, dính mền nghe là chết, đó là ma giữ giường. Trời trời, niệm Phật giảng sanh mà cuối cùng là ma giữ giường. Nó rồi thấy người ta nằm ngủ cái chách lữ tức giường của tao, bây giờ nó chui vô nó nằm mà kia. Tàu ô mà mấy cái bà mà tham chấp mà mền gói đó đó nghe, mình đem cái mền bả mà cho người ta coi chừng bả lỡ bả giật lại đó trời, bả lỡ bả giành đó, đó là ma đó các cụ ô. Dạ hết hồn. Nên từ từ nó ghê lắm các cụ. Nên giờ tất cả các cụ bây giờ nghe thông tâm hết trơn, đừng có để ý chỗ đó nghe. Mắc rồi là thôi chứ không có giật giường, giật gói với ai nghe các cụ. Nó còn lúc trước có cái bà này là bà Cẩm Phùng. Trời ơi, bà bên hộ pháp với các cụ. Các cụ biết rằng á nghe, lúc mà bà còn sống đó các cụ, dép của chùa vậy đó mà bà gom vô, bà để trong cái tủ, bà lúc đó còn cái tủ á, bà để vô cái tủ biết bao nhiêu đâu dép các cụ, 25 đôi. Mỗi đôi dép bà ghi tên, bà vô đôi dép hết. Kinh khủng chưa? Cuối cùng các cụ bà chết đó, hộ niệm xong các cụ chờ người thân mới lên để nhìn mặt bà. Tội mà bữa đó mình cảm giác làm sao không biết, mà mình lỡ mình nói để coi bà này thử coi mặt mày sao chứ thôi, người thân ta đến đây người ta coi cái đây người ta té xỉu mất công. Mình trong lòng sao nó linh tính, nó nghi nghi bà này gương mặt kỳ cục. Tàu ơi, vừa dỡ cái quan tài lên, những đứa nhìn vô tấm kiến các cụ, tại quan tài trong nó có tấm kiến, nhìn vô cái thấy bản gì này các cụ. Khủng đi chậu chậu. Ừ, mà con mắt bán sao cụ biết không? Mình coi cái mà nói bà. Lúc bà còn sống bà tham nghe chưa, nặng nề, sân si, hung dữ, sân hận, nghe không?
Châu châu. Những đứa kêu đại quan tài là bắn đinh xẹt 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 xong không cho coi luôn. Tại vì sao? Mặt thấy ghê quá. Mặt thấy ghê thì sao coi? Còn có một bà cụ mà cái tâm bà quan hỷ lắm nghe các cụ, bà Sáu bên kia kìa. Khi bà mắc cái các cụ, mặt bà gì nè? Dễ thương vô cùng vì còn sống vui vẻ quan hỷ. Không có buồn giận ai để trong tâm. Khi chết cái mặt gì nè? Còn cái bà mà sân si là giờ chọn đi. Nó bây giờ cái người đời đạo với chọn có cái lúc mình chết cái sắc diện mình đi. Ví dụ như mình chết mà sắc diện mình nó nhẹ, người ta thấy người ta thương cái cục. Chứ chầu chầu gặp mà cái sắc diện mà trời ơi, thôi. Tôi cũng chạy luôn chứ đừng có nói. Chứ người ta, đúng không? Đó, nên xem lại cái hành động lúc mình sống nghe các cụ. Săn hẳn, khó tính, tham lam là chết nó hiện của cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ghê lắm. Nên tất cả các điểm đậu tràng và hàng Phật tử coi nghe. Đó, đừng có nói cái tâm vi tế của tham nó ghê lắm các cụ. Bây giờ các cụ nào ở đây mà còn chỉ vàng mà đang xe mấy miếng bọc cắt, rồi còn đâu bông cưới ngày xưa mà bây giờ còn giữ làm kỷ niệm, lâu lâu đem cái gốc cây ngồi nhìn. Rồi còn mấy trăm ngàn, mấy triệu bạc mà để móc thích, đang cắt trong miếng vải gói ngay đầu nằm, ngay cái gói. Hoặc là mai ngay chăn vô cái mông. Một miếng vải để vô đó, thấy không? Cắt. Các cụ nhớ nghe, khi thọ mạng bất tử một cái là đây là cái sự trở ngại cực kỳ lớn cho cuộc đời các cụ luôn. Sự trở ngại này kinh khủng lắm. Bây giờ mà nghe rồi là ngày mai đem cái chỉ vàng đó bỏ thùng tam bảo liền. Nó quỳ trước thùng tam bảo, nó ba má ơi sao thầy cái gì cũng biết. Thầy không biết hết trơn, kỳ cục quá. Con chỉ vàng của ông cũng lo cho bằng được. Mấy triệu bạc để bao nhiêu năm nay mà để ngay cái mông ông cũng biết đâu, thầy thì ghê quá. Ông có thiên nhãn cái gì mà kinh khủng quá. Không phải giỡn đâu nghe các cụ. Nó bắt đầu là tối đêm nay về là giật thịt nè. Mấy cái bà mà còn giấu tiền lâu lâu ra ngoài trước mua mấy cục kẹo ăn. Nó hay không? Bắt đầu là bây giờ là giật thịt nè, tối hôm nay nè. Có nghĩa là ngày mai là bắt đầu là hay không? Thường trụ nghe. Đem bỏ cái thùng tam bảo liền. Còn nếu không là tối hôm nay có người đến hỏi thăm sức khỏe. Không phải giỡn đâu nghe chợ. Người ta đã nói một câu này rồi là không đơn giản đó. Bà nào ở đây mà còn tiền mà nhét là tối đêm nay nè, mà xong cái chương trình này rồi mà lên tam bảo mà sám hối, rồi xong bỏ vô thùng tam bảo sạch nhách liền, nếu không tối hôm nay 12 giờ khuya có người đến hỏi thăm sức khỏe các cụ. Không có giỡn đâu nghe chợ. Nói chuyện mà nói không phải đùa đâu. Lúc trước mà những đứa ở trên Đà Lạt các cụ, có một bà già đó, bà khó cực kỳ khó, mà bà ở trong chùa mà không bao giờ ai nói bà được. Mà đó những đứa mới là cư sĩ quản chúng á nghe. Những đức lợi sắp bà không nghe. Cuối cùng có cụ những đức nói từ đây tới 2 ngày sau, những đức sắp bà mà không nghe là không được á nghe. Cuối cùng tối lại bà ngủ á các cụ, 11 giờ mấy gần 12 giờ khuya, tự nhiên cái ông tiêu á, cái lưỡi đen thui á, dẫn bà đi. Cuối cùng dẫn bà xuống với âm phủ các cụ, chỉ bà vô cái chảo dầu á cụ. Chỉ bà kìa, bà nhìn vô đó kìa, ai trong đó kìa. Bà nhìn vô bà thấy bà nằm trong chảo dầu. Xong thì ông thằng hộ pháp nói rằng từ hôm nay cái người đó sắp bà mà không nghe là bà nằm trong đó đó. Từ đó sao sắp bà nghe luôn. Ngày xưa những đức mới quản chúng trên Đà Lạt á, này trước tam bảo không dám nói dốc đâu. Tại vì sao? Mình nói phải thật chứ, thật lòng. Xong bà lỡ bà nói những đức con từ hôm nay thầy sắp con không dám nữa. Xin sám hối. Không phải thầy mà đó là chú thôi, chú hiền á. Không. Nó ví dụ như trong chùa người ta lo cho mình hết rồi. Mình không còn một cái gì nữa thì đúng cái lương tâm của mình để cho người ta lo cho mình. Những đứa không phải đồng cắt của các cụ đâu. Mà là vì mong cho các cụ dễ giải thoát sau này. Nếu không cơn vô thường đến bất tử các cụ còn vúng víu cái đó đó. Là trở ngại con đường giảng sanh của các cụ. Còn ở đây thì cơm ăn áo bạn cuộc sống là yên tâm rồi. Bà nào gách quần những đứa mua quần khác. Bà đầu gách áo mua áo khác. Bây giờ những đức ngày mai hay gì những đức đi ra chợ, những đức mua một số hoa. Hoa lan. Bây giờ coi phòng này nè,
hai một chậu, hai chậu, ba chậu, bốn chậu, thấy không? Cắm làm sao mà bốn cái chậu, thấy không? Bốn chậu hoa gắn lên tường các cụ nghe. Mùa xuân đến làm em hết hồn. Tết đến rồi các cụ biết không? Đó, bây giờ mình phải trang trí cho các cụ, phải không? Rồi xong á, từ đây tới cuối tuần những đức sẽ đem cái xe điện qua cho các cụ, tặng các cụ đây một chiếc xe điện luôn. Ừ, tại vì á, những đức đã nghệ tính rồi, nghĩ là mấy bà bên Đại Tùng Lâm mấy bà có xe điện mới đi, nên mấy cụ tới lui. Còn bây giờ tặng cái xe điện các cụ đây để buổi chiều buổi sáng rồi đó, mấy chú mấy ông chở các cụ đi vòng vòng đây qua Đại Tùng Lâm, qua chùa mới đồ chơi, thấy không? Đây nó đi qua Đại Tùng Lâm xẹt qua chùa mới, xuyên qua đường bên kia, quẹo lại đường bên đây. Nó một chiếc xe điện là chở cụ đây đi vòng vòng chơi thoải mái luôn, nghe không? Mấy bà yếu yếu rồi chở mới đi vòng vòng chùa, rộng thênh thang mà, nên tặng các cụ đây một chiếc xe điện, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà mình á, tuy nhà đức bên kia không có qua nhưng mà nhà đức nghĩ tới các cụ lắm á. Nó để hoa rồi nhà đức mua xong, nhà đức chỉ mấy chú ông gắn lên tường phòng các cụ á, nhìn thấy nó hoa nở đồ màu xanh đồ, để cho các cụ mát mẻ một chút, phòng ốc đồ kệ đi, đó cũng là một cái tình thương mến thương mà các cụ. Thật sự mà nói thì một mình thì trang trải cái tâm mình đối với các cụ, thì bây giờ mình làm hết mình thôi, sống trong cái cuộc đời này mà các cụ, chúng ta muốn tròn vẹn hết cũng không được đâu. Mình cứ làm đúng lương tâm mình, làm sao hết mình thôi, làm sao mà lương tâm mình thấy thoải mái là được rồi. Cứ hết mình mà lo cho các cụ thôi. Nhưng mà những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói rằng là thương các cụ là điều tốt nhất, đặc biệt nhất. Nên cả đời con người chúng ta cứ thương người già đi, lo cho người già giảng sanh, cứ làm sao giúp cho các cụ có nụ cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì mình không có mua thuốc gì bổ cho các cụ, nhưng mà chỉ cần cái nụ cười này thôi cũng giúp cho các cụ còn bổ hơn là thuốc nữa các cụ à. Cái sự an tâm của con người là bổ dưỡng nhất. Nên các cụ sống ở đây, các cụ yên tâm đi. Chùa chiền thì hòa thượng xây, đất đai chùa chiền hợp khóa đàng hoàng. Nuôi thì có người đứng ra lo nuôi, mà những đức thì thương các cụ. Những đức là mắc cha mẹ hết rồi, còn anh chị thì người ta có gia đình hết rồi, chuyện xã hội là kệ người ta. Còn bản thân những đức là lo cho các cụ là nhiệt tình. Nó mình cũng không có vợ con gì ngoài đời, đúng không các cụ? Nếu như đức có vợ là kẹt lắm nghe các cụ, đúng không? Chứ bây giờ mà như đức đâu có vợ con gì đâu, thì toàn tâm toàn ý là lo cho đại chúng rồi. Nên các cụ cứ yên tâm, cố gắng cứ niệm Phật đi, đừng có buồn giận ai để trong tâm, ai hơn thua, ai chỉ trích mình, ai ăn hiếp mình, kệ. Về sau sẽ hồi gia, sau phân giải. Nhớ nghe, bây giờ hung dữ, bây giờ hơn thua, sau này cuối cùng sẽ hiểu à. Sẽ hiểu là sao liền à. Bây giờ trước mắt là hung dữ hơn thua vậy đó, nhưng mà sau này thì ngu đầu mã diện đến tìm mình. Còn cái người mà chịu thiệt hiền hậu niệm Phật á, là Tây Phương Cực Lạc đến đây rước các cụ. Các cụ chọn đi, các cụ muốn Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà rước, hay là muốn đầu trâu mặt ngựa rước, thì tùy các cụ nghe. Đó, cứ chịu thiệt đi, thiệt thôi là phúc các cụ u. Nên thiệt thòi đi, đừng bao giờ mà sợ thiệt thòi. Chịu thiệt thòi, chịu thua mà niệm Phật, đó là cái thành công của con đường giảng sanh. Nhìn vậy nó nghe, thiệt thòi bây giờ mà cuối cuộc đời mình nó nghe các cụ, các cụ niệm Phật vậy nè: A-di-đà-phật. Phật A-di-đà đến, đến đó kìa. Xong rồi các cụ: A-di-đà-phật. Phật A-di-đà đưa đài sen xuống, thấy không? Các cụ thêm câu nữa nghe: A Di Đà Phật. Rồi đi, thấy sung sướng chưa? Còn nếu như mà mỗi ngày săn hẳn bực bội khó chịu thì cuối cuộc đời sao các cụ biết không? Cái người mà săn si là chết là gì không nè cụ? Gì không nè? Còn con mắt thì tại vì sao? Đầu trâu mặt ngựa đến. Nên cái tâm mình cảm với cảnh thế giới đó, mình thấy chính mình chết, mình thấy rõ ràng đầu trong mặt ngựa. Mình sợ quá nên cái tay của mình. Thì các cụ cứ nghĩ đi, lúc mà các cụ ai mà ăn hiếp các cụ á, hay mà các cụ gặp ác mộng gì mà các cụ sợ phải cái tay cụ gì, phải không? Gì nè? Còn nếu như mà Tây Phương Cực Lạc đến, Phật A Di Đà đến thì
nó dịu cái tâm, nó nhẹ nhàng liền, đúng không? Đó, còn đầu trâu mặt ngựa đến, quỷ đến là gì nè? Là chết là đó. Nên cái người mà chết mà hả cái họng cái mắt to chàng quạt lên, người tay chân nó quấu gì cứng ngắc, là cái tâm đó là tâm đọa lạc, nó mới hiện ra cái tướng đó. Còn cái người chết mà mềm mại, mắt nhắm, miệng khép, đó là cái sự chết tốt đẹp, nên hiện cái tướng tốt đẹp. Vậy thì muốn cuối cùng mà cái tướng tốt đẹp thì các cụ bây giờ phải là một con người tốt đẹp, tính tình hiền hậu, vui vẻ, quan hỷ. Vậy thì các cụ đặc biệt dữ lắm. Nó nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cụ ở đây và đại chúng đây, ai cũng là người siêng năng tu, nên cái phước duyên mình được bình yên gì, và cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.